Nên mèo gặp màu 6 của bóng bỉnh. Màu bóng bỉnh cầm đây là khung giờ của Egypt. Màu 5 Persian của đồng cua cầu bại. Bây giờ công vào nhà mèo mèo. Mèo đã bật kích bánh xe và đóng được nhà phủ rồi. Lạc đà đã xin ra, có lẽ sẽ để thủ thôi, bởi vì lạc đà Persian cũng sắp đến nơi rồi. Vâng, bây giờ thì màu 8 mới lên đời. Mỹ Đình lên đời rất muộn. Màu 7 luôn, Hitti và Roman cùng một cánh. Như vậy là trong cánh của Tuti, trong cánh Tuti sẽ là game thủ Persian. Nhà Văn Lớp lúc này có lẽ anh đã khung kín được nhà rồi. Một dãy hàng nghe khá dài, lọt đúng vào trong đường hốc 6 giờ. Đây là dân ăn hoang của Persian, tươi. Ông dân màu 7 đang chạy luôn. Kìa kìa. Từ từ, cứ bình tĩnh. Dân của Persian không có bánh xe. Còn lọt một thằng anh ơi. Vâng, đây là một pha mà chuẩn bị 55 đen be chạy vào của Van Lớp. Nhưng mà Tiền Bạch Long bắt đầu đã để lạc đà đây. Nhưng mà Van Lớp cũng rất khôn, anh rất tỉnh và đẹp trai. Mèo đâu? Ở đây rồi. Mèo đang đi vào nhà của game thủ Tuti. Một bài Egypt có lẽ là nghèo của game thủ Tuti. Ơ kìa, con phù thủy giấu ở sau cái cây mà anh không để ý. Cứ khua khua chuột thì mãi không thấy đâu. Một pha đứng phù thủy hơi ảo diệu của mèo. Persian có lẽ một trận nghèo đói rồi. Persian không làm gì được với mèo. Và chúng ta hãy cùng quay lại với người cầm chủ lực. Vâng, Việt Nam tham 50/52. Ngày thắng chặt luôn. Đây là Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long tham 34/48. Lượng lạc đà của anh thì đông, cũng gần bằng dân rồi. Còn quá nhiều đồ ăn luôn. Vâng, Văn Minh đang chỉ cho Dũng Con. Đây rồi. Đây rồi. Một lượng dân ăn hoang của game thủ Persian đã đồng cua cầu bại cực nhiều. Vâng, cứ ăn dân thôi. Vâng, chạy đi đâu con sâu, không có bánh xe. Như vậy là Canny đã nhường lại chỗ dân để cho Dũng Con ăn. Và anh bắt đầu lượn ở chỗ khác. Vâng, con sư tử. Sư tử đã ăn mất 2 thằng lưỡi chém của game thủ hình Ganni với đen. Mèo thì sao? Sau một hồi cụ hành vào nhà của game thủ Tuti thì bây giờ Tuti đã có cung. Trong khi đó thì nhà anh đang bị game thủ đồng cua cầu bại công lên. Có lạc đà và cung giờ. Rồi đang tổ chức bắt cung cũng như là bắt lạc đà của game thủ đồng cua cầu bại. Tuti cũng chỉ đẩy 1-2 con cung giờ đi thôi, anh không đẩy đi nhiều. Bởi vì lượng lạc đà của Ganni ở ngoài nhà anh cũng còn khá đông. Anh cấp chặt gỗ. Vâng, màu 6 có một cái hốc ở góc 8 rưỡi. Một cái hốc toàn cánh rừng dừa rồi. Chặt một lúc nữa thôi toàn là thủng ngay. Mèo chạy dần rồi thôi. Vâng, chạy thôi. Tuti đã bắt đầu đẩy cung đi rồi. Bắt đầu đục tiếp vào cái rừng này. Bây giờ Egypt có lẽ phải đợi game thủ Việt BM sang thì anh có thể công được. Đây rồi, Việt đã bắt đầu công vào nhà màu 7 của game thủ Van Lớp. Cả hai game thủ bên phía Hà Nội đều chui hốc và lực không thể khỏe bằng không thể khỏe bằng game thủ Việt BM được. Khi một bài Việt BM có nhiều hốc, có nhiều đất để vẽ ruộng ở trong nhà. Những cây gỗ này có ken được hay không? 75/88. Đã là tầm xa 2. Hai bơm cho anh Nhật Hoàng lên nốt cái đầu máu cho nó khũ. Lạc Đà và Tiểu Bạch Long đang phối hợp với game thủ Việt BM để công vào cái hốc của game thủ Văn Lớp. Văn Lớp cầm Hitty, Việt bắt đầu đẩy tiếp cung lên. Lượng Lạc Đà của game thủ Dũng Con đã gần hết rồi, đời tay to vẽ ruộng ra. Tiểu Bạch Long đã lọt được một tơn. Ruộng chính của game thủ Văn Lớp đã chạy hết cả rồi. Vâng, chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Bên trong có và bên ngoài cũng có luôn. Đã là chém 4. 24/44. Đó, một nhà 4 con và một nhà không con nào. Anh đang thể hiện cái sự phũ phàng của mình. Vâng, xong Lạc Đà rất phũ. Đó kìa. Vâng, mèo đã lên cung không chưa đây. Chúng ta hãy cùng sang với những thủ với mèo. Đấy rồi, vâng, Lạc Đà của anh đông như kiến. Đã lên được cả cung A rồi, một bài Mi-1 rất khỏe. Bây giờ có 2 nhà, 3 nhà úp vào nhà anh. Mỹ Đình cũng có vui với một con sọc đơn. Cùng giờ ekip sọc đơn Roman và Lạc Đà của Persian. Danny có lẽ đã khá yếu rồi nên anh không còn quân. Mèo mèo sẽ phải tự chống thôi. Vâng, bây giờ thì Mỹ Đình bắt đầu mang thêm sọc đơn sang. Có cứ Âm Dân bỏ chạy ra giữ dân trước và sau đó sẽ nhận đồ ươm và lên cung A sau. Vâng, Việt to như một cái loa rồi. 105/108. Đúng là để Việt cầm chủ lực thì đồng đội cứ yên tâm thoải mái luôn. Bãi vàng Persian. Vâng, đi đâu con sâu. BN tiếp theo. Nâng cấp nào vàng luôn. Vâng, phù thủy hú cung giờ. Đâu cô các bạn đang thể hiện cái sự phũ phàng của mình. Vâng, thời gian gần đây thì trên những trang fanbook thì thường có những cái bài, các ảnh các bạn vẽ ruộng và sau đó khoe lên. Vâng, nếu mà ngồi chơi mà vẽ ra thì tôi vẽ còn đẹp hơn. Nhưng mà vấn đề là đang đánh mà vẽ giờ nó mới là vấn đề. Vâng, cứ một người khoe chỗ này đóng được 10 kích ruộng phát lúc sau là kiểu gì có quả 11, 12 kích ruộng vào mồm ngay. Kiểu dị thế. Thế nhưng mà vâng, các bạn ngồi vẽ thì nó chuyện bình thường thôi. Bây giờ là 2 kích cung. Ok à? Vâng, mèo mèo đang cần phải một pha giải nguy của Việt BM. Cùng giờ ekip có lẽ... Úi dồi ôi, vâng, mèo mèo đã chết khá nhiều dân rồi. Hơi đen cho anh tôi. Cùng giờ ekip có lẽ hôm nay đã là đầu máu và giáp 4 rồi. Khi mà có Lạc Đà cũng như là vàng ở trong cái kia. Cái độ chỉ của cung giờ ekip nó là như thế nào. Hitty của Văn Lớp đã chạy nhà và bây giờ cũng chỉ còn một đạo quân để đi chăn dân. Tiểu Bạch Long bắt đầu bị đồng của câu ngoại công vào. Trong 120/140. Việt vừa để mất một kích cung khá đau. Có lẽ là các game thủ đã bắt đầu quyết định lôi nhau lên giải 4 rồi. Khi mà quá giằng co. Mèo đâu? Đây là mèo. Timeline 26/48, anh đang chui về phía nhà của BMCA. À không, anh bắt đầu phát triển lại nhà mình. Vâng, chỗ 3 giờ, ở chỗ 2 rưỡi anh mèo, nhấp nháy 2 rưỡi. Quay lại một cái thì đã chết hết cả dân rồi, hơi đen. Như vậy là 6, màu 6 cũng như màu 8 đã đẩy 2 kích cung lên rất to. Màu 8 thì đẩy sọc đơn. Việt BM chuẩn bị sẽ nhận một pha ốp nhà của cả các game thủ với Hà Nội. Chúng ta hãy sang với Việt BM xem Việt BM đỡ nhà trong turn này. Đây rồi, vâng, đây là một cái khe. Bên này thì là Văn Lớp bắt đầu sang la liếm giải thưởng. Và một game thủ một cơ hội nhất team Hà Nội luôn. Cả đấu cuộc của bạn luôn. Vâng, các anh định chơi cái bài tô màu nhà Việt đây. Tiểu Bạch Long đã bắt đầu mang lạc đà về Kỳ Quế rồi, nhưng mà lượng khung giờ ekip đang quá đông và quá nguy hiểm. Vâng, Việt lên cái giáp đi thôi. Đã lên chưa? Bây giờ anh mới lên. Vâng, Bòi bóng Bình đây trổ trước khi anh ấp vào nhà Quân. Quá phũ phàng. Đang chơi cái bài mà lấy thịt đẻ người đây. Em biết thì máu trâu. Tiểu Long lạc đà đâu hết cả rồi. Vâng, anh ở đằng sau. Chốt nốt cái nhà bên ở đây nữa. Vâng, đầu cuộc các bạn đi sai sau khi mà không ốp được vào nhà của VPM. Vâng, đúng là một pha mà cầm chủ lực, mẫu mực của game thủ VPM. Các bạn có thể thấy ốp game thủ VPM xong mà các game thủ bên phía Hà Nội tham còn bị tụt đi. Quá hay luôn.